Bạn Nguyễn Miền Tây cùng anh Tùng Nguyễn Miền Tây ngày hôm nay cũng có duyên để gặp lại sư phụ Tịnh Thanh. Dạ, chúng con hôm nay có đồng hành cùng một huynh đệ, huynh ấy tên là Kiến Đạo, đến đây để cũng để cùng trò chuyện, để tâm sự về con đường tu đạo Phật pháp, chánh tìm con đường là chánh đẳng chánh giác. Vậy thì sẵn đây thì con xin gửi mic qua cho sư huynh Kiến Đạo. Em chào sư huynh nha. Chào rất huynh. Là vui được gặp lại sư huynh, được hội ngộ sư huynh ở đây. Nam mô Di Đà Phật. Giờ huynh có muốn hỏi về cái pháp đường tu, huynh cứ hỏi không? Ở đây trả lời. Cho em hỏi là hiện giờ cũng như trước đây là sư huynh là tu bên thiền hay là bên tịnh hay là bên mật? Vừa thiền vừa tịnh vừa mật luôn. Tức là cả ba luôn, nhưng mà có cái môn nào là chánh, môn nào là phụ không? Môn chánh đầu tiên đó là vừa ngồi thiền vừa tịnh luôn. Chánh là thiền tịnh đó. Thiền tịnh. Có thể ngồi ngày ngồi đêm được luôn mà. Nhưng mà không phải thiền giống như mọi người là để cái tâm nghĩ này nghĩ kia, mà vẫn giữ trong chánh niệm. Nhưng nếu mà ngồi thiền như vậy thì sư huynh ngồi có lâu không? Ngồi lâu không? Có thể ngồi ngoài xưa trên núi Đức Giải là cứ mỗi sư vậy, ngồi góc 6 chiều, ngồi 6 sáng, ngồi góc góc kìa. Cứ ngồi 6 chiều, ngồi 6 sáng. Nên đỉnh núi thì Giải á. Rồi đó có sư Giác Đồng, thầy Định Trì, đông lắm. Cứ mỗi người ngồi góc thì 6 chiều đầu vô ngồi. Cứ người ngồi một góc. Cái thời điểm đó là lâu chưa huynh? Lâu rồi, mười mấy 20 năm nay rồi. 20 năm hả? Lâu lắm rồi. So với thời điểm đó với thời điểm hiện tại thì có gì khác không? Nói chung là đó mình giống mình đi để gieo duyên thôi, chứ ngày đó là tu xong rồi. Để đi là đương tôi không đi, chỉ là đi cúng dường thôi. Em mấy bậc tu hành đó thích đi cúng dường đó. Cúng dường là có người ta tu. Thành ra đi vòng vòng đi cúng dường vậy đó. Em pháp danh là Kiến Đạo thì cũng mới xem cái clip của huynh cách đây vài ngày đó, thì cũng nghe huynh cũng có nói là cái vấn đề mà sợ chứng á, sợ đắc á, thì theo trong đạo Phật á, thì có mình có nên nói về cái đó không? Ví dụ như khi mà mình nói mình có sợ chứng sợ đắc á, thì như vậy là mình có thật là đúng không? Có sợ chứng sợ đắc là xưa giờ không ai giải bài nổi, cho nên người ta đi lạc đường hết trơn. Mọi người chính ra không nói được cái đường tu của mình mà người sau là không biết đường tu đi lạc hết luôn. Trong đó có nội ma, ngoại ma, nó rất nhiều ma cảnh. Ngay cả khi mình mở thần thông ra, ngày trước có từng mở thông á, mở nhãn mở nhĩ, từng đi xuống địa ngục luôn nữa. Bất cứ nghĩ tới đâu là đó là ý sinh thân của mình á, khi mình nghĩ tới đâu là mình sẽ một thân đi tới đó. Nhưng mà đây sẽ kể về cảnh giới của các vị đại Bồ Tát về phân thân, giống như ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi ngài phân thân khắp thế giới luôn. Sẵn đây huynh kể về một chút gọi là phân thân của các đại Bồ Tát. Cảnh giới này xưa giờ nói về phân thân không ai hiểu đâu. Người ta có tu chứng cái đó, phân thân cái làm sao mà hiểu. Phân thân nó không phải là dạng giống như mình sức cái thông thiên môn, hoặc sức cái rúng, hoặc sức cái hồn, mà giống như hai người mình tách mà tách vô lượng cái thân vậy ra. Giống như trong Tôn Ngộ Không đó hả? Nó không phải Tôn Ngộ Không là còn yếu lắm. Thầy Thiên là biến ra một lúc nhiều người đó hả? Thầy Thiên là nắm nóng lông biến ra nhiều người, còn cái này không phải nắm lông vậy. Tự nhiên khi mình ra cảnh giới của thanh tịnh, cứ vô niệm là mình có nhiều cái thân nó tách ra. Giống như hai cái thân nhập một rồi tách vậy là vô lượng cái thân ra. Nó gọi là phân thân của đại Bồ Tát mới tu tới cảnh giới đó. Ngay có tới cảnh giới đó có vị La Hán đọc giáo Phật làm cũng nổi. Cảnh giới của hàng đại Bồ Tát cho nên mới tu cái phân thân đó. Mà xưa giờ không ai tu đó đâu biết đường nói. Em nghe nói là trong đạo Phật á, là mình tu á, mà mình còn thấy mình có sợ chứng sợ đắc á, thì thật ra thì cái đó là mình chưa có tu tới phải không? Sợ chứng sợ đắc là tại vì người ta có tu tới đâu nói, có biết gì nói. Nói ra người ta cười chết.
cái người tu chưa tới lên mặt lên hình lên cái là ta nhìn ta biết rồi. Hoặc nó bật trong có thần quyền năng thần thông như cái gì bên Tây Tạng á, ta thấy mình ngồi trước mặt mình luôn, ta mở nhãn ta sẽ thấy mình ngồi trước mặt luôn. Hoặc bất cứ ở thế giới nào ta vẫn thấy mình, vẫn nghe mình nói chuyện sát bên luôn. Khi mình nói chuyện rồi, người ta sẽ nhìn vô tâm niệm mình, tại như vậy ta có tha tâm thông. Ta đọc cơ mình, khi mình nói chuyện rồi trong tâm mình có niệm gì không? Với người khác thì nó đọc được hết, nhưng đây là cái gì đó bó tay hết luôn, không một điểm xanh. Em xin lỗi, tại vì em có coi cái clip của sư huynh cách đây mấy ngày đó. Sư huynh có nói là sư huynh có thực hành rồi, giống như là có sẽ chứng sẽ đắc cho đó. Như vậy thì mình tu mà mình nói như vậy đó thì có đúng chánh pháp không? Tại vì xưa nếu Phật không nói ra ta là người tỉnh thức, là người giác ngộ, chúng sanh biết đường đâu tu. Như mấy vị tổ vậy. Nếu xưa Phật làm thinh, Phật không nói là ta đắc ta chứng gì chứ, ta là người giác ngộ vậy chứ, là ai làm sao Phật hoằng pháp được. Như các vị tổ, như Hòa Thượng Tiên Hóa, Hòa Thượng Hư Dân, nếu mà Ngài không có đắc chứng làm sao đứng lên giảng pháp cho cả thế giới nghe. Thì người ta hỏi mình biết được đâu nói. Bậc ta tu cao hơn, người ta dặn mình liền. Nói à, tu, người nào ta tu trải qua hết những cái đắc chứng rồi, người ta không xả bỏ hết, người ta mới gọi là không chứng không đắc. Chứ không phải là có sở đắc là người đang trụ vô cái sở đắc thần thông của mình. Khi Ngài như đây, khi Ngài huynh tu là giữa đây chói lò nè, giờ nhìn thấy nguyên lỗ chống mọc. Những ai mà khi lên hình này, ai mà có phần tâm linh có mở nhãn đối diện này nổi á, nếu mà ai mà thật thụ mở nhãn đối diện với tịnh thanh bằng người thật có nhìn nổi đây thì không nhìn nổi tịnh thanh, nó chỉ là sự chói sáng không chịu nổi. Rồi những người có tâm linh mà cổ quyền độ nhìn vô đây cũng không chịu nổi. Đây là nói một khi lên mạng nói sự thật. Nhưng mà cái đó thì có phải là sợ chứng sợ đắc không? Cái đó nó là được cũng được và không cũng được, tại nó là tự đánh của mình có sẵn. Nó vốn là tự đánh quang minh của mỗi một con người thì có sẵn. Nó không phải chứng mà có hay đắc mà có. Nhưng mà không tu không có được. Nó buộc có vậy, mặc dù người có sẵn quang minh tự tánh mà không quay trở về tu tập là không giờ lộ ra được. Có khi mình làm bậy mình đi đọa đi ngục nữa. Hoặc mình nó cái này nó không chết mà nó chỉ thay đổi một chiếc áo. Ví dụ mình làm thiện thì thay đổi một chiếc áo trời, áo tiên, cái áo người, tùy theo cấp độ của mình mà nó thay đổi một chiếc áo khác. Có khi mình xuống địa ngục, có khi mình mang lông thú, mang lông đội sừng. Nhưng mà cái đó cũng vẫn không mất. Nó chỉ đang còn ở trong vô minh, nó chấp trước, nó trôi lăn trong sáu nội. Mặc dù nó là con thú nhưng mà Phật tánh nó vẫn sáng ngời. Ngày nào nó trả hết nghiệp thú rồi quay lên, nó tu tập nhiều khi nó thành Phật trước mình đó. Em quay lại cái chỗ mà huynh nói, huynh tu vừa thiền vừa tịnh vừa mật đó. Nhưng mà nếu mà tu như vậy đó thì ba cái môn đó nó có cái sở chứng khác nhau mà phải không? Nó là một, mục đích tất cả các môn phái đó trở về chân như thôi, trở về lúc như như. Ngày nào mà huynh coi cuốn Đại Nhật Như Lai á, Đại Nhật Như Lai hoặc là những thần chú đó mình nên coi chuẩn đề bốn tôn cũng được. Giống như thần trong cuốn Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, cái Phật Đảnh đó nó để dạy là Maha Tát Ra Bát Ra là của Phật Đảnh trên đỉnh đầu Phật Lưu Xuất Gia. Nhưng mà trong chuẩn đề bốn tôn nó thêm một chữ án là án Maha Tát Ra Bát Ra. Khi người nào ngồi đạo tràng muốn thành chánh giác phải trì thần chú Phật Đảnh này. Thì thần chú Phật Đảnh này một khi tu ra là hàng phục tất cả tà ma ngoại đạo, kể cả không phải trong đây đâu, trả pháp giới luôn, hàng phục tất cả tà ma ngoại đạo. Anh thấy chú Lăng Nghiêm cũng có công năng đó. Chú Lăng Nghiêm đó, nó lúc mà mình đụng chuyện nó dài quá mình không thể tu nổi. Còn cái này có cục ngủng mà có mấy câu thôi. Là án Ma Tát Ra Bắt Tát Ra. Khi ngày xưa ở đây đã thử mấy lần, khi gặp mấy vị mà bên quyền năng tới, hiện tới đây, nói pháp đây, nó làm thinh trị rồi mà buông chạy hết. Hoặc có gì mà trì thần chú mật tông rồi kia, đây mà khởi lên nó cái gì đó là chạy mất tiêu hết luôn. Tại vì đây khi mình thanh tịnh rồi là bổn tôn hiện liền. Khi mình khởi chẩn đề Phật mẫu hồi là thiên thủ liên nhãn trên đỉnh đầu mình nữa. Đó là sự thật luôn. Đó là bổn tôn hợp nhất với một người trì niệm tâm thanh tịnh. Còn nếu mà tới mật tông đó mà mình còn phải lập đàn kiết ấn rồi đủ thứ, trì tụng ra tiếng mấy gì đó là đang trên đường tu tập thôi. Ở trong thiền tông có một cái câu là
khi mà cái vị đó mà thể nhập được cái tự tánh đó, cái chỗ đó thì kinh sách có nói cái chỗ là vô sở chứng, vô sở đắc, vô sở sợ đó. Thì nhưng mà huynh thì huynh nói huynh có sở chứng sở đắc, như vậy thì nó có mâu thuẫn gì không? Đúng rồi, ngay chỗ có đó gọi là nhà hòa thượng Duy Lực giảng về cái tổ sư thiền vô sở chứng, vô đắc, vô sở sợ. Mà tại sao? Tại vì trên đường tu á là phải nói ba câu đó thuộc lòng. Tại khi đưa đường tu là nội chứng, nội ma, ngoại ma nó đầy luôn. Mà nếu mình có một chấp trước một cái sở chứng sở đắc nào, mình sẽ dừng chân lại. Chấp tướng không? Coi như giống như mình vô ngồi mà mở bất chuẩn bị là mở nhĩ mở nhãn là mình chấp cái đó. Mình có thuộc lòng công vô sở đắc vô sở chứng đó. Nếu mình không thuộc lòng á, mình vô gặp sở chứng đó mình sẽ trụ lại. Như đây đã từng khai mở những quyền năng đó nhưng mà không trụ. Không trụ lại nó mới vượt qua được. Nhưng mà huynh nói không trụ, nhưng mà tại sao là cho huynh nói là huynh có sở chứng sở đắc? Thì mình kể là những quá trình đó mình đã tu tập qua sao cho ngày sau người ta tu theo đường đó, người ta đi biết đường đi. Chứ không phải là mình tự cho là mình có sở chứng sở đắc. Không đây không chứng bắt một pháp nào á, không lạo vị nào á, chỉ là một con người bình thường đi đứng ngồi làm gì, tâm vắng lặng như tất cả cái gì trời trong tam giới này muốn nhìn thấy đây, muốn đọc được niệm đây, cái gì nó bó tay hết luôn, cả pháp giới luôn, chứ không phải rồi nói trong tam giới này luôn á, cả pháp giới luôn, cả tam thiên đại thiên trong thế giới này luôn á, chứ không phải là trong một cái vũ trụ càng không này không, mà cả tam thiên đại thiên luôn. Nếu đọc được đây nổi niệm gì đây thì thua liền, tam thiên đại thiên luôn, chứ không phải là trong một pháp giới này đâu, trong cái tam vũ vũ trụ này đâu, mà cả tam thiên đại thiên luôn á. Gì đại pháp? Em thì cũng có học Phật pháp, thì em cũng có biết về năm thừa Phật giáo, thì nhân thừa, thiên thừa thì em có biết rồi. Riêng cái thanh văn thừa với nhị thừa đó, mong sư huynh có thể nói tóm tắt về hai cái thừa này được không? Và hai cái thừa này thì mình tu chứng hai cái thừa này thì mình giải thoát tới đâu? Xin sư huynh giảng về cái này. Cái đó là thanh văn giáo là tu theo đường tứ niệm xứ hoặc là bát chánh đạo, rồi tới hàng độc giác là tu thập nhị nhân duyên, tức là 12 nhân duyên. Nếu mà tu chứng cái hai cái thừa này đó, thì có vào chánh định, có giải thoát được sanh tử luân hồi không? Giải thoát được sanh tử luân hồi, vào rồi chánh định, họ đi đứng ngồi nằm đều ở trong chánh định. Giải thoát toàn phần luôn hay là giải thoát? Giải thoát, nếu nói mà thành Như Lai thì chưa được, mà mới được nửa đường. Hai vị này chỉ mới nửa đường, mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm ở phẩm mà phá thức ấm, phẩm thứ 9 thứ 10, phá thức ấm là cái rõ hàng thứ 9 thứ 10 đó là nói về cảnh giới của hàng La Hán và độc chất Phật. Là mấy vụ gì tới đó là an trụ trong niết bàn rồi. Mặc dù đó thoát nhưng mà với cảnh giới như còn xa lắm. So với cảnh giới như còn xa lắm. Nhưng mà tới đó là đã ra khỏi ba cõi chưa? Dục ra, giới, sắc giới. Cái gì đó ra cõi hết ba cõi. Là coi như là giải thoát sanh tử luân hồi đó. Giải thoát, khỏi luân tử luân hồi. Họ chứng thánh quả, tứ thánh quả. Vậy là muốn thành Phật là phải tu tiếp hả? Tu tiếp. Với ông Phật theo phải dựa theo kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa Phật dạy do mấy vị hàng mà chứng tới tứ quả đó rồi. La Hán độc giác là Phật dạy phải tu theo lục độ vạn hạnh của các chư vị Bồ Tát. Đó là đi theo ba la mật. Lục ba mật. Khi mình lục cái đầu bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Cái đầu bố thí. Khi mình bố thí rồi mình không thấy có mình bố thí, không có người nhận bố thí. Gọi là tam lương không tịch. Bố thí là mình không có ý niệm để bố thí. Mà bố thí xong mà không lưu giữ trong đầu mình cái vụ bố thí, nó gọi là ba la mật. Nhẫn nhục ba mật là sao? Nhẫn nhục ba mật mà không thấy mình nhẫn nhục, người ta chửi mắng đánh đập mình, trong tâm mình không có giận hay ém cái gì, tự nhiên nó không có giận, không hờn, không buồn, gọi là nhẫn nhục ba la mật. Tinh tấn là sao? Ngày tinh tấn là đi đứng ngồi nằm mình cứ giữ chánh niệm, đó là tinh tấn ba la mật. Mà mình không thấy mình tinh tấn. Thiền định cũng vậy, vô ngồi thiền mình cứ ngồi cách tự nhiên. Như khi Phật trong kinh Kim Cang, khi ăn cơm rửa bát xong vô ngồi kiết già rồi thiền định. Mà Phật đâu nói là ta ngồi thiền định, đó là thiền định ba la mật. Họ làm mọi việc là đều ở trong không có sở chấp sở trụ, nó gọi là ba lục độ ba mật. Tới trí huệ ba mật là Phật không giảng, tại vì trí huệ đó phải để người tu chứng. Tại vì trí huệ đó khi người tu đạt tới trí huệ đó là gọi trí huệ bát nhã. Ánh sáng giữa chân mày phát ra, từ ánh sáng này phát ra, lúc đầu phát ra thì nó là ngũ sắc, nhiều màu rất là đẹp, ngũ sắc. Nó bung tỏa ngày đêm, xong một qua một thời gian sau, nó qua ánh sáng vàng,
dàn khè hết luôn, dàn gực hết luôn, rồi nó bung ra nó tỏ 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 cứ hết này tới kia. Xong thời gian sau nó chuyển qua là tịnh quang, chỉ còn ánh sáng gọi là tịnh quang, ánh sáng trắng thôi, lúc này nó không còn màu nữa. Mà xong rồi mấy người mở nhãn, khi mình tu tới đó rồi mấy người mở nhãn sẽ nhìn mình một thân lưu ly, nhìn thấy mình còn cái thân trong suốt như lưu ly. Nếu nói vậy thì cái ánh sáng của, ví dụ như em nói có ánh sáng hào quang của một vị chứng A-la-hán với một hào quang của một vị Đại Bồ-Tát và hào quang của một vị Phật thì nó khác xa nhau, khác nhau màu gì Vinh? Khác xa nhau nhiều màu lắm. Màu gì Vinh nói thử. Tại vì đạt A-la-hán là ngũ sắc ngũ quang á. Ngũ sắc hả? Ngũ sắc, hào quang ngũ sắc. Còn vào tới Phật là vàng không, toàn thân vàng hết luôn. Còn hàng Bồ-Tát cũng không? Hàng Bồ Tát là hàng bên thiên tiên á, cũng ngũ sắc không? Ngũ sắc. Ừ. Giống như Bồ Tát mà khoảng từng bát địa trở lên á, như là có giống Phật không? Không. Nó có ngũ sắc luôn hả? Không có màu gì. Hết rồi. Bồ Tát cái gì đó người ta nhịn nổi nữa. Nó như như rồi. Tới đó người ta nhịn được. Cái hào quang mà. Không nhìn thấy được, chỉ hàng cao người ta mới nhìn được. Tới lúc đó là không còn sở chứng sở đắc nữa. Tới ngày tới bát địa Bồ Tát là như như rồi đó, là nó không còn chứng đắc nữa. Nó gọi là vô công dụng hạnh. Vô công dụng hạnh tức là họ còn không có sở chứng sở đắc, cũng tu tập gì chứ. Nhưng mà tới đó là có một câu, ai có coi coi kinh Đại Bi Đà Ni của ngài Quan Âm á, coi đó mới tu tiến được. Ngày xưa mà khi Quan Âm tu tới Bát Địa Bồ Tát không tu tiến được, không biết làm sao tu được, khởi tâm lên không được, làm sao tu. Đó, lúc đó phải coi cuốn Đại Bi Đà Ni của ngài Quan Âm, là ngài kể trong lúc mà ngài thành Bát Địa Bồ Tát, cái ngài nhờ cái trì cái thần chú là Om Mani Padme Hum, là ngài trì câu đó đi đứng nằm ngồi đó, nó vượt qua mấy cấp luôn, nó vào tới đẳng giác luôn, vào tới diệu giác luôn. Một câu một duy nhất, tại vì người ta tu tới đó rồi đó, không vượt qua được nữa, đi đứng ngồi nằm nó không khởi vọng tưởng phiền não gì, nó chỉ là tâm vắng lặng. Nhưng mà muốn tu tiến là không biết là cách nào tu tiến, phải lúc đó phải coi tâm Đại Bi Lại Ni của Quan Âm. Là ngài kể lúc ngài tu tới Bát Địa, thành ra người tu á phải có thiện tri thức chỉ đường mới biết đường đi. Chứ không thôi mình tu tới cảnh giới nào không ai qua, không ai biết đường chỉ mình hết, là mình bị dậm chân hết luôn. Giống như ngài La Hán Độc Giác Phật tu tới cảnh giới đặc lục thông mà không biết làm sao tu nữa, đứt đường tu. Tại vì mấy vị nó còn ở trong cái tâm phân biệt. Thí dụ muốn độ sanh họ mới dùng thần thông. Giống như kinh Địa Tạng, một vị La Hán muốn độ thánh nữ Bà La Môn á, ngài có ngồi nhập định, nó sức thần thức mình xuống địa ngục nhìn thấy coi mẹ có ngài thánh nữ đang làm gì. Còn cảnh giới Bồ Tát không có vụ đó. Khác chỗ nào Huynh? Khác cái chỗ là vô tác diệu lực. Thí dụ là họ không khởi tâm tư ý, mà trong chúng sanh trong pháp giới thì cần thân gì họ đều hiện thân đó để độ được hết. Đó là gọi là vô tác diệu lực. Không có khởi tâm tác ý trong đầu mình là tôi phải độ chúng sanh. Coi như là nó là mình muốn thấy cái gì là mình thấy liền luôn hả? Hay sao? Không có thấy, không chứng gì. Nhưng mà từ trong Phật tánh của mình nó hiển lộ ra để nhiều thân thể ra nhiều chúng sanh. Tại vì nãy Huynh có nói là giống như là một Kiền Liên là muốn tìm mẹ là phải dùng thần thông xuống địa ngục mới thấy, phải không? Nó còn tác ý. Còn những vị mà Đại Bồ Tát thì không tác ý nữa, thì có thể đứng tại chỗ là thấy mẹ luôn hả? Không thấy luôn. Không thấy. Nếu mà tự trong tự tánh cái gì đó ứng hiện ra độ. Thí dụ như ngày xưa Đinh Thanh ngồi đây một chỗ mà nhiều người á nhìn thấy họ toàn thân Huynh trong suốt như lưu ly, có người nói trời toàn thân Huynh đỏ ao, mà mình có một thân mà quá cho người lại, mỗi người nói một thân khác nhau. Còn ngày trước khi muốn đăng ở chỗ đông người, Tịnh Thanh nói thôi Tịnh Thanh đi, nhắm mắt lại đi mất tiêu rồi đó, còn sát rồi đó. Cứ hả, bất cứ chỗ nào hả, Tịnh Thanh đi nhắm mắt là đi liền, là còn sát rồi êm luôn. Không thấy không nghe nữa, lúc đó là không thấy không nghe nữa. Vậy là giống như Tề Thiên, Tề Thiên xuất hồn á. Đi rồi đó. Cảnh giới này gọi là bên người ta gọi là xuất thần. Rồi bây giờ anh về đi, bây giờ bữa nay á là mời Huynh uống nước ha. Bữa nay bây giờ em sẽ hỏi Huynh về Thiền Tông được không? Thiền Tông. Ở Thiền Tông phải không? Cái nào cũng gành hết trơn. Rồi Huynh uống nước đi. Ba môn nào cũng gành. Dạ. Môn nào cũng là đại nhất á. Đây là vua của các pháp mà. Bây giờ em hỏi là Thiền Tông á là hay nói về cái chữ ngộ á. Cái chữ ngộ á thì em hiểu như vậy đúng không? Ngộ cái tâm thì cái tâm này gọi là cái trong kinh nó gọi là cái tâm không sanh không diệt.
thì giống như là ngày xưa á, là tới gặp tổ, tổ ấn chứng cho là ông này đã ngộ cái tâm đó, là giống như là mình ngộ được cái tâm ở trong mình, nó có hai cái, một cái là một cái tâm là không sanh không diệt, gọi là cái tâm Như Lai, phải không? À, không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai, và một cái tâm là tâm sanh diệt theo cảnh. Thì nếu mà nói về thiền tông là có phải là ngộ cái tâm này hay không, nhưng mà nếu mà ngộ cái này như vậy đó thì đã là mình hiểu ngộ là như vậy là đã xong xong chưa, hay là chưa xong? À, cái này à, nói gì thiền tông? Và nó nói là có một cái chữ nữa là ngộ và chứng ngộ, thì nó khác nhau chỗ nào? Thì cái chữ ngộ trong thiền tông á, là ngộ như vậy thì đã xong việc chưa, đã giải thoát sanh tử luân hồi chưa? Em mời Quynh. À, cái ngộ với cái chứng ngộ nó khác sang trời vực. Ngộ là mới bước đường vô cửa thôi, mà trong thiền tông đặt ra gọi là sơ quan, trùng quan và mặc hậu la quan. Cái người ngộ giống như mới bước vào cái sơ quan, còn nó phá được cái trùng quan mặc hậu la quan nữa, trong mấy tổ lập ra vậy. Rồi như cái người đại căn đại lực rồi đó, họ một cái ngộ qua ba cái hết luôn. Như đây khi một khi ngộ là ngộ hốt ba cái luôn, không có qua sơ quan, trùng quan, mặc hậu gì, một cái là lũng luôn. Khi một khi ngộ là đại ngộ là lũng một lúc ba cái luôn. Cái một lúc đó là tính như thế nào? Tính trong tính đó 10 năm hay 20 năm hay là 30 năm? Nó không nói bao nhiêu năm. Nó có thể là một trong một giây lát, một vài phút, một vài tiếng, một càng triệu năm, hàng tỷ năm cũng chừng nữa. Nó do cái căn tánh của người đó thôi. Do cái khối nghi cái đó sâu qua cạn. Mà cái ngộ đó là phải tu tổ, bên tổ sư mới được. Chứ không phải tu theo cấp bậc. Như cấp bậc là thấy vọng không theo, đó là theo tu theo tổ sư thiền. À, theo Như Lai thiền, Như Lai thiền là tu theo cấp bậc. Như Lai Hán độc giác là tu theo cấp bậc. Tu lần mò đạt tới chánh định. Thân tâm đều ổn rang, thanh tịnh, không vọng tưởng phiền não. Họ đạt được chánh định, họ vào quả La Hán hay độc giác Phật. Nhưng mà ánh sáng tự tánh họ chưa có bừng ra được. Họ chưa có chuyển thành thân thể họ là một tạng quang minh, là một khối linh quang. Như vậy là cái chữ chứng ngộ này là mình phải đi tới cái bước, cái giai đoạn cuối cùng đó hả, là mặt hậu la quang đó hả, là giai đoạn cuối phải không? Giai đoạn cuối mặt hậu la quang là còn như thùng lũng đáy. Còn nếu mà ngộ thì chỉ mới có bắt đầu. Chưa ngộ chưa gì. Ngộ có người nhiều cái ngộ. Có người ngộ ra làm thơ kệ. Tuôn thơ kệ bất tận luôn. Nhưng mấy gì nhiều vậy thôi, cứ dứt thơ kệ có quyển dày, quyển dứt hoài được hoài, thơ kệ tuôn ra dài luôn. Nhưng mà cái gì đó chưa có gì. Nó lại mấy gì nó sẽ ra cái giai đoạn mà cái khối nghi mà khi mà nó nổ á, nó có tiếng ồ đó, cái đó thì mình gọi là triệt ngộ hả, đại ngộ. Đại triệt đại ngộ luôn. Đó gọi là đại triệt đại ngộ, một thẳng thấu qua pháp thân của Như Lai luôn á, chứ không phải vào nhà Như Lai luôn nha. Vào Như Lai là còn 32 tướng tốt 8 mới đẹp. Cái này thấu qua luôn. Tức là dứt sạch qua pháp thân hình tướng luôn. Tới chỗ đó thì gọi là chánh đẳng chánh giác hả sư huynh? Hay là nó không tên nữa, không tên hết tên rồi, tới đó hết tên. Không biết mà nói theo cái từ của Phật học á, là tới đó là gọi là vô thượng bồ đề hay là chánh đẳng chánh giác? Tới đó nó không có tên. Nếu không mình tên. Nói nó vô thượng bồ đề thì tức là mình có sở chứng. Ra đặt ra ông có sở chứng ông mới thấy vô thượng bồ đề. Còn người ta vào cái như không có, người ta đâu có chứng đắc gì đâu mà nói có vô thượng bồ đề hay có Phật hay có thượng đế. Thời gian mỗi lời nói mình ra sẽ bị người ta bắt kẹt. Thành ra người thông pháp không bị kẹt chưa đó. Không phải là không có chứng đắc, nhưng mà nếu mà nói chứng đắc là bị kẹt. Em thấy có một cái chỗ này nó cũng quan trọng nè. Ngày xưa là giống như là một cái vị mà tu á, thì có tổ ấn chứng cho cái vị đó là đã ngộ hay là chưa ngộ. Nhưng mà bây giờ, thời bây giờ thì em thấy hầu như là có thể là tổ ẩn, mình không biết. Thì cái người tu như tụi em đó thì làm sao biết được là mình đã ngộ? Mấy tổ chưa tu xong. À, ngộ thật hay là... Mấy tổ là chưa tu xong, mấy hàng Bồ Tát thôi. Mấy tổ chỉ mấy hàng Bồ Tát xuống thế thôi, chứ chưa tu xong. Vậy thì là làm sao lấy gì để mình xác nhận là mình đã ngộ hay là chưa ngộ? Tại vì mấy tổ ví dụ như một vị tới, mấy vị tổ có thể nhìn thấy gì đó là quá thân của ai, tức là có chứng đắc. Nhìn thấy hết ma quỷ hết luôn, gồng luôn, thấy hết luôn, tức là cái gì đó còn ở trong sở chứng sở đắc là hàng Bồ Tát. Còn người như cái người chứng vô thượng bồ đề rồi là không còn chứng không đắc nữa,
nhìn thấy muôn loài vạn vật chỉ là bình đẳng thôi, không còn thấy đất, không còn thấy được bất cứ cái gì. Nếu còn thấy là người nó còn mê, tất cả hình tướng đều là giả, không có thật. Như em với Hải với lại Tùng đây, ví dụ như làm sao mà biết được mình đã ngộ hay là chưa ngộ? Ngày xưa có tổ nói dùm, ấn chứng dùm, còn bây giờ thì mình không có tổ thì làm sao để mình biết được là mình đã ngộ? Mình phải dựa theo kinh điển. Lúc như tụi em muốn vậy thì em phải dựa theo kinh điển, coi theo kinh điển. Như kinh Thủ Lăng Nghiêm, mình coi lần theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, phá hết năm ngũ ma là phá được sắc thọ tưởng hành thức xong, bắt đầu hết thức ấm rồi, bắt đầu bước vào Bồ Tát rồi đó. Bước vào Bồ Tát mới là Bồ Tát thôi nghe, chứ chưa có chứng đắc gì đâu, chưa có được cái gì đâu. Là chỗ huynh nói là chứng quận dây không á hả? Ừ, mới qua Bồ Tát thôi đó. Qua Bồ Tát mà Bồ Tát ở địa nào? Còn tới 50 mấy bộ, 50 mấy vị Bồ Tát thôi. Nếu mà ngũ quận dây không là đang ở địa thứ mấy? Nếu mà chứng cái phá hết ngũ quận dây không mà bước vào dây vị Bồ Tát. Bồ Tát. Dây vị Bồ Tát. Bồ Tát thập địa hay là Bồ Tát? Nó Bồ Tát đó tới năm mấy dây vị Bồ Tát. Cái này phải coi kinh điển mới được. Tại vì trong đó có sở chứng cái từng bậc từng bậc. Vậy là cái từ cái chỗ mà phá ngũ quận dây không là đi qua Bồ Tát đúng không? Bồ Tát Quán Tự Tại. Thì nó ở cái địa nào thì huynh cũng chưa rõ phải không? Nó ở cái địa nào trong 52 địa phải không? 52 địa vậy đó. Đây thì không không có gành về tu mà từng bậc từ bậc vậy đâu. Ở đây một phát là thẳng vô Như Lai luôn á. Nó không qua cấp bậc như vậy. Đó là cấp bậc để dành cho hàng yếu yếu á. Tu theo từng cấp, cấp lên lên, bò lên từ từ. Nhưng còn... mà nhưng mà huynh nói như vậy thì ai ấn chứng cho huynh? Trong kinh vô ông thọ. Ấn chứng như thế nào? Trong ấn kinh vô ông thọ nói thì người đạt được như rồi quả không cần bất cứ một vì người nào khác mà tự vậy đó tự tu chứng. Kinh vô ông thọ. Có dẫn chứng kinh được quả. Vậy thì huynh dựa vô đâu mà huynh biết cái đó là đã tới đó? Dựa theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, dựa kinh Lăng Già. Trong đó kinh nói như thế nào huynh? Trong kinh Lăng Già gọi là khi chị vượt qua La Hán độc giác Phật sẽ bước vào cảnh giới Như Như là hàng của Đại Bồ Tát rồi đó. Rồi từ đó mới tu tiến lên. Như Như, nhưng mà Như Như trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng hay là Như Như? Như Như tùy theo cảnh giới của mỗi người, tùy theo cái tâm căn cơ cặn cặp của mỗi người nữa, căn duyên của mỗi người. Ví dụ như đây vào Như Như rồi là không có bao nhiêu lâu sau là toàn thân sáng rực rồi. Nó phát sáng rực. Là trong kinh Lăng Già nói hả, cực sáng tức Như Lai. Vậy giờ em hỏi huynh nè. Vậy bây giờ tối huynh còn ngủ giống như phàm phu không? Không ngủ. Có không có ngủ, không biết ngủ hay thức nữa, mà chỉ là tâm tỉnh giác thôi. Không có ngủ, hết ngủ à? Cũng bình thường như mọi người thôi. Ví dụ cần đi chơi huynh 3 ngày 3 đêm không cần ngủ đây cũng bình thường. Bình thường. Mà cần ngủ thì cứ ngủ. Ngủ vậy là mê hay sao? Mê không? Này vô tôi ngủ rồi không biết mê hay tỉnh, chứ ngủ ngon thức dậy thôi. Nhưng mà khi ngủ rồi toàn thân mình sẽ trở thành một khối sáng. Nhưng mà trong lúc ngủ vậy lỡ ví dụ như em có đi ngang phòng trộm đi vô thọt lấy điện thoại huynh biết không? Không biết hay đâu. Vậy là đâu có tỉnh đâu, nhưng mê mà. Thì nó bình thường vậy thôi, ngủ là ngủ. Ngủ. Thức là thức. Vậy là ai vô không biết luôn? Không còn biết ai. Nhưng mà mới mở cửa ra là bị dội ra rồi. Hồi xưa mấy vị tu mật tông vô quá hồn lên đây vừa mở cửa là dội ra không biết vô luôn. Tự nhiên không biết sao nữa, không biết gặp cái gì nữa. Vô thấy là dội hàng hết luôn. Vô không được. Kể cả lúc tôi ngủ, cái gì thần, cái gì trời muốn tới, tới cũng không được nữa. Nói vậy là biết rồi đó. Nó quyền năng đầy pháp giới là xuống sát tôi, ngồi kế tôi ngồi không được á. Nhưng mà nếu mà anh vậy thì mâu thuẫn rồi. Tại vì, nếu mà tới đó thì... Tại vì cảnh giới này á... Nếu em đi vô ngang phòng huynh thì biết chứ. Tại cảnh giới của người vô niệm, mà người vô niệm nói ra mà người chưa tới không hiểu được. Không hiểu được. Giống như cảnh giới cái vô tác vô lực, bây giờ ai giải được vô tác lực? Chỉ có người ta tới là mới giải được. Hoặc là chân không dự hữu. Như giờ đây hỏi đây bên đây đâu biết đường giải chân không hữu làm sao. Nó vậy em giải thì em giải được. Nhưng mà giải cái lý không? Giải cái lý thôi. Ừ, ta giải cái sự tu chứng. Còn thực hành thì... Ừ, ta giải gì cái giải nội chứng. Giải gì nội chứng. Chứ không phải bằng lý thuyết. Hồi xưa giờ mấy người ta cứ giải lý thuyết không. Giải chật lắc hết trơn. Giống như bên Cao Đài giáo giải Tam giáo nguy nguyên ngũ chi hiệp nhất, hoặc là tam quê tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, mà ổng lên mới ổng giải chặt lắc hết trơn luôn. Nói là vì nội chứng mà giảng về cái lý thuyết ngoài không, ngàn năm sau chưa vô nổi nữa. Cái này là phải nội chứng mới giảng nổi. Cho em hỏi vậy, bây giờ mới có mấy lúc mà huynh ngủ, lỡ huynh ngủ vậy, trong lúc ngủ huynh có nằm mơ không, có mơ mộng gì không? Thì hình như lâu lắm rồi không có thấy mơ gì nữa, biết sao nữa. Có lần mơ, có mấy cái lần mơ thôi,
Mơn lần mình thấy cởi nguyên rồng lửa bay khắp càn khôn rồi luôn á. Và mơn lần thấy toàn thân mình mỗi lỗ lông phóng ra vàng rực luôn. Rồi khi mơ lúc mới tu thì mơ có ông sư đó cầm cho mình chiếc áo quà xa, lúc còn tóc mà bận vô áo quà xa sáng dữ lắm, giống như của Tây Tạng vậy, của Tây Tạng Thánh Kinh á, Tâm Tạng á, bận vô sáng rực rồi, cái sáng mình giật mình vậy, sao mình còn tóc bằng áo quà xa, cái thì đó cạo đầu luôn, cạo đầu để sao, mình là người sức không trụ vô sức gia mà bận đồ tại gia, tức là hai bên sức thế là thế gian không trụ, mình ở chính giữa. Mình không trụ vô là em, người xuất gia hay người tại gia. Em nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng cái chỗ này. À, Hòa Thượng Bồ Tát thôi. Huynh huynh có đồng ý không? Không, tu tu xong. Hòa Thượng nói vậy nè. Là một vị mà chứng A-la-hán Bích Chi Phật đó. Có lục thông. Là 15 ngày hoặc 30 ngày không ăn cũng không sao. Nó bỏ xác luôn, tôi ngồi im luôn, à, cũng không được. Không ăn không sao. Ừ. Đúng rồi. Còn huynh thì nó đã giải được hết luôn. Còn nếu mà huynh 7 ngày huynh không ăn, huynh có thấy có vấn đề gì không? Mình tại vì á nó thì đang trụ vô thần thông, có thể là ta ngồi thiền vô. Ta ngồi cả ngàn năm vạn năm luôn. Giống như ba hai cái giới hiện giờ đang ngồi á. Thôi em hỏi huynh nè, bây giờ ví dụ như huynh không ăn 7 ngày huynh có thấy chưa có nhịn rồi sao biết? Không dám hả? Chưa có nhịn lần nào mà sao biết được. Có bao nhiêu ngày được. Nhưng mà nhịn nhiều quá không có nhịn. Nhưng mà có pháp mà nhịn ăn đó, pháp của ngoài đạo. Bây giờ kể nói có chứng cớ được rồi, chứ phải nó khơi khơi tự nói ra pháp ngoài đạo, pháp nhịn ăn pháp của ngoài đạo. Không, em không có nói về cái pháp tu nhịn ăn. Không, dẫn chứng luôn. Nhưng mà Hòa Thượng nói là cái vị mà tu thì, mà đúng chánh pháp á là khi mà tại ông Hòa Thượng tu chưa xong A-la-hán như vậy đó thì mấy vị đó là không có còn đói nữa, tức là ăn cho có rồi thôi. Cái gì đó y kinh giải nghĩa. 15 ngày. Hòa Thượng tu chưa xong, mặc dầu lưu xá lợi, Quan Âm lưu xá lợi Phật, nhưng mà vẫn còn cái hàng học, chưa phải là người đạt tới vô thượng. Vẫn còn hiện giờ cái vị đó là tu chưa có xong, hỏi xuống đây thử tiếp nữa đó. Hàng đệ tử của Tinh Thanh mà Tinh Thanh biết sao được. Đại tử Tinh Thanh á, tin không? Ông chưa đạt thành tam muội, chưa đạt thành nhất niệm nữa, mình sao được? Khi mà đạt được nhất niệm rồi, là một tâm vắng lặng, đi đứng rồi nằm không có niệm gì. Lúc đó mới vào thì chân không dự hữu. Huynh nói vậy, huynh có sợ giọng ngữ không? Đã nói lên mạng rồi, cả pháp giới nghe giọng ngữ gì? Hàng đại tử nói đại tử chứ sao? Hãy ai còn khởi tâm động niệm đều là hàng đại tử hết, kể cả các vị trời từ thiên thượng trở xuống. Vị nào còn khởi tâm động niệm đều là hàng đệ tử. Vị nào còn chứng đắc là còn hàng đệ tử hết. Còn khởi niệm còn chứng đắc thần nông quyền năng đều hàng đệ tử hết. Tôi nói vậy. Tôi nói khi nói đây là nói cả thế giới cả lên mạng luôn, chứ không phải nói vậy trong một mấy huynh đệ mình ngồi đây. Em hỏi về cái chỗ là cái pháp môn của lục tổ quyền năng á, là phải ngộ tự tánh và y cái tự tánh để mà tu hành. Bồ Tát đó, Bồ Tát, lục tổ Bồ Tát. Vì đó vào tự nhiên như người, tức là tâm không một vật. Nhưng mà cảnh giới của Bồ Tát đó là mình không biết là nằm tới địa thứ mấy thôi, nhưng mà phải vượt qua Bắc Địa. Vượt qua Bắc Địa mới tới cảnh giới đó được. Tức là vượt qua thanh nhân, la hán độc giác hết luôn. Hãy quên vụ này ha. Nè, nghe đi. Quên vụ này hoài. Sư huynh cho em hỏi cái chỗ này nè, cái ở trong niệm Phật á, có cái chỗ mà công phu thành khối, rồi ở trong tham thoại đầu á, có cái chỗ là cũng công phu thành khối, gọi là khối nghi tình á. Rồi hai cái chỗ này nó có chỉ chỗ công phu phải không? Giống nhau không? Tức là khi mà giống như là bên niệm Phật đó, là công phu thành khối thì mới qua khai kiến Phật. Còn bên tham thời đầu thì cũng công phu thành khối thì mới kiến tánh đúng không? Thì hai cái chỗ mà công phu thành khối này á, có một là một thôi. Có một. Là có phải là em nói là cái chỗ đó là đến lúc đó là hầu như là mình ăn mình không biết mình ăn luôn hả chú Quỳnh? Đến lúc đó là đầu đông cứng hả? Đông cứng luôn hả? Không còn nhớ tên vợ nữa. Mà ăn cơm rồi cũng biết ăn cơm nữa. Con của mình cũng nhớ tên con mình luôn. Nó giống như lớp đó gọi là vô nhiễm rồi đó. Là cái giai đoạn đó là coi như là sắp sửa kiến tánh đó phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Giai đoạn đó là vô thiền tới bến rồi.
không còn, có treo nữa. Còn nếu mà tu theo cái pháp môn của Lục Tổ Huệ Năng thì có đi đến đó không? Có đi tới cái chỗ công phu nó đóng khối giống vậy không? Tổ Năng người ta đi qua người ta hoành lại. Không, em nói là những người học trò là sau này tức là ngộ được cái tự tánh của mình nè. Cái tự tánh của mình là nó vốn là thanh tịnh phải không? Thì bắt đầu cái mình sống với cái tự tánh này thì đến một lúc nào đó nó có đóng khối giống như là hai cái môn kiều. Đó là di kiến. Học theo Lục Tổ là theo di kiến luôn. Đó là di kiến. Đó là nếu mà học theo Lục Tổ coi đó là nhớ đó là theo chi kiến luôn, muôn đời không thấy tánh luôn. Nếu đó chỉ giống Lục Tổ chỉ giống như bản đồ chỉ với mình đi thôi, là mình phải công phu. Mà muốn kiến tánh là phải tham tổ cho thiền, đột phá tham tổ cho thiền mới là kiến tánh nổi. Tại vì biết sao em hỏi không? Tại vì có nhiều huynh đệ á, hỏi là bây giờ hỏi em hỏi là bây giờ bạn tu pháp nào, nói là tôi tu theo Lục Tổ Huệ Năng. Thì Lục Tổ nói là tu thiền mà không có minh tâm, thấy rõ tự tâm của mình thì là học đạo vô ích. Thì bạn ấy mới nói là cái tự tâm trong tâm mình nó có cái tự tánh là nó vốn là thanh tịnh, nó vốn là không sanh không diệt. Thì cái vị đó nói là tôi ngộ cái chỗ đó, rồi bây giờ tôi thể nhập vô cái chỗ đó. Thì em mới hỏi là nếu mà thể nhập như vậy đó, lâu ngày như vậy đó thì nó có dẫn tới cái giai đoạn là sẽ công phu thành khối, đóng khối giống như là tham thời đầu không? Ngàn năm chưa tới được, ngàn tỷ năm luôn á, không tới được. Tại sao huynh nói vậy? Tại vì á, nó ở trong tri thức, cái hiểu biết, nó lưu vô có hiểu biết không. Còn cái bên khối nghi tình á, là mọi cái hiểu biết từ xưa giờ mình thuộc kinh gì nó dẹp sạch hết luôn. Nhưng mà nếu mà huynh nói vậy thì không lẽ huynh phỉ bán tổ, Lục Tổ Huệ Năng? Đúng rồi. Đó hủy bán không phải là hủy bán, mà tổ dạy chỉ là những người ra trên đường đi thôi, giống như đám băng đồ. Lục Tổ Huệ Năng đâu có dạy tham thời đầu. Lục Tổ đang dạy rồi, không dạy băng đầu, dạy những người ta kiến tánh rồi. Ví dụ người đó ngộ, tổ nói cái ngộ. Còn như mình nghe tổ nói mình có ngộ nổi không? Mình là ai? Mình có nghĩ mình là ai? Tổ nói là hàng thượng căn, ta mùi hết rồi, nói cái ngộ. Còn mình nghe quả ngàn đời mình chưa ngộ được nữa, mình tu vẫn độ được nữa, nó chỉ nghe. Có người tu biết bao nhiêu kiếp mà không ngộ được nữa. Mà nghe nói ngộ là bằng ta như ly nước đầy gót cái chàng. Nhưng mà sau cái đời Lục Tổ là rất là nhiều tổ học trò của tổ ngộ mà. Nếu mà huynh nói vậy ngộ có cấp bậc nhiều, cấp bậc ngộ. Nếu mà huynh nói vậy thì hàng hữu học không, ngộ đó là hàng hữu học không, chưa xong. Hàng đó với hàng đó tu chưa xong. Tại người ta tôn lên, người ta thấy cái gì thầy giỏi quá, người ta tôn lên đắc này đắc kia, ngộ này ngộ kia. Thí dụ vô ông hỏi tổ ông lại muốn đi dạy cũng đập mình không à. Mà mày học được cái gì? Mới bước vô giờ bảo mẹ ông lấy gậy ông đập rồi đó. Hồi xưa có mấy gì đổ vậy đó. Rồi huynh học cái gì? Nhưng mà huynh có đồng ý với em cái chỗ là Lục Tổ đâu có dạy tham thời đầu phải không? Lục Tổ chỉ nói là mình ngộ cái tự tánh của mình thôi. Nó nói gì Lục Tổ á, thì mình chỉ biết trong kinh sách thôi. Chứ thời đó có mình đâu biết. Giờ ta viết sách ra làm sao đọc có giải y vậy thôi. Chứ mình nói thời đó đâu có mình đâu biết Lục Tổ dạy cái gì. Y kinh giải nghĩa không? Ví dụ Lục Tổ viết làm sao, bây giờ coi rồi sao có học coi thấy cuốn sách đó. Mà nó chỉ cuốn sách đó không phải một người dịch nữa. Nó truyền qua, không biết bao nhiêu ngàn năm luôn á. Rồi người thêm chữ, người bớt chữ. Thì theo kiến thức của người tu có thêm bớt cái đó. Rồi cuốn pháp bảo kinh thành cuốn gì nữa. Nhưng mà pháp môn của Lục Tổ là pháp môn kiến tánh mà, cũng là kiến tánh mà không? Tôi giải thích cho huynh nghe nãy giờ rồi. Giống như một cuốn kinh Phật cũng vậy đó, nó qua nhiều tay rồi. Tùy theo tri thức của người dịch nữa, thêm bớt cái đó nữa. Ngay cả Bát Nhã Tâm Kinh giờ cũng người tu nửa chừng cái đặt ra Bát Nhã Tâm Kinh khác, cái người đặt ra Bát Nhã Tâm Kinh khác, mỗi người đặt thêm kiểu. Cứ muốn cho đệ tử của mình mở cái chùa ra, cứ muốn đệ tử mình theo cái kinh của mình. Ngay cả cái dân hương lễ hương cũng mỗi chùa miền Bắc miền Nam miền Trung đều khác nhau hết. Người nào cũng lập ra cái môn phái của ta là đệ nhất, không ai theo ai hết. Quan trọng á, bây giờ á, mình lựa những kinh lớn mình coi, nhất là kinh mà kinh Kim Cang. Tại kinh đó là khóa chấp hết mọi sở đắc, mọi sở trụ của mình. Mình còn thấy mình chứng đắc gì. Ngày xưa ở đây nhờ vậy có kinh đó mà vượt quá. Mở nhĩ mở nhãn, đi xuống địa ngục luôn, đi chỗ động đi tới được á. Nhưng mà nhờ coi kinh đó mấy cái sở chứng sở đắc dẹp vòng mình hết. Chỉ trở về cái bản tính thiên chân của mình thôi. Ngay cả cái gì mà đại giác kim tiên là đắc. Em mời huynh cho kiến giải là cái chỗ là trong thiền tông là có cái câu là
thế nào á, gọi là trực chỉ chân tâm là cái vế, cái vế đầu tiên nha. Quynh giảng ngắn gọn về cái vế đó là trực chỉ chân tâm. Rồi cái vế thứ hai nữa là kiến tánh thành Phật. Kiến tánh xong là thành Phật liền hay là giữa kiến tánh và thành Phật nó có một cái gì xa lắm. Ừ. Rồi mời Quynh. Trực chỉ chân tâm là những người ta thí dụ như mùi rồi gặp tổ nói một câu ngộ, gọi là trực chỉ chân tâm. Không. Không có dạy gì chứ. Giống như mùi là mùi sao, mùi là mùi tức là như ngày quyền giác vô tới á, có một đêm tổ nói một câu rồi xong rồi đó, vô là không cần phải học tổ gì chứ, nói qua nói lại vài câu rồi xong rồi đó, là trực chỉ yên tâm, đó là trực chỉ yên tâm hả. Rồi bây giờ mình vô mình trực chỉ gặp ông Phật thì mình cãi đôi ổng luôn trực chỉ gì nói nữa, để chưa mùi hả, nói mình làm thầy ổng luôn á. Không, Quynh nói về cái chỗ mùi đi, nó rõ rõ cái đó mùi là mùi sao. Tức là người ta tu tập nhiều đời, điều đời rồi, nhiều đời rồi, khi người ta tái lên á, giống như nước đầy á, nghe cái ngộ. Giống như lục tổ hồi xưa đâu có tu hành gì đâu, đi đốn củi rồi, nghe kinh Kim Cang, ngộ. Đó là người ta mùi nhiều đời, nhiều kiếp người ta tu rồi. Dụ gió ly nước đầy rồi, giờ nghe đời nói gót vô chàng. Còn mình nghe đi, nghe dạng năm chưa đó không ai. Sao có người dịch là trực chỉ nhân tâm, rồi có người dịch là trực chỉ chân tâm, là có thể là dịch ra ngàn ngàn tiếng vậy luôn à. Mỗi người dịch kiểu à. Bằng tay ngón dạng nhắn, mỗi người ý thức khác nhau đi. Giống như mình nói hòa hợp, nội trong hai chồng mình cũng chưa có hòa hợp, chứ đừng nói tới gia cộng đồng, gia đình con cái mình thôi chưa hòa hợp tới người ý gì đó. Vậy là em hiểu cái chữ mùi á, đây á, là giống như là mấy vị đó trong quá khứ á, là tu rất là lâu rồi phải không, và đi qua hết tất cả mấy cái thừa dưới rồi phải không. Rồi còn cái kiến tánh thành Phật thì sao? Để tôi giải thêm cái vụ mã âm tàng cho quý vị nghe. Nó bây giờ chưa ai lên mạng dám nói nè. Hồi xưa giờ chưa ai giải vô nè. Để tôi giải mới như là thấy đạo sẽ hiểu. Người đắc đạo sẽ có tướng mã âm tàng của Như Lai. Trong một trong 32 tướng tốt. Tức là chấp hết cả tiên nữ cả pháp giới luôn. Cô không động được người ta. Người ta đạt được tướng mã âm tàng rồi là không hết rồi. Không có nữ sắc nào vụ được nào nữa. Cái tướng này xưa giờ lên mạng ít ra dám nói. Mà người nào đạt đạo sẽ biết được cái đó. Ngày xưa ở dưới miền Tây có một ông đó, ổng chính thầy pháp thì đó mới đắc đạo rồi đó. Với đó thì đắc đạo có hai cách, một là bên tiên đạo, hai là bên Phật đạo. Người ta tu bên tiên đạo người ta cũng đạt được cái tướng đó, nhưng mà chỉ là kim tiên thôi. Khi mấy vị đạt tiên đạo là họ có ngũ sắc, họ quăng trên đầu họ phóng ra ngũ sắc, tức là họ hợp đức được ngũ hành này đó, đã ra năm màu kim mộc thủy hỏa thổ là được năm màu, họ có hào quang ngũ sắc. Bên tiên thiên là có hào quang ngũ sắc, mà bên Phật đạo thì nó không còn ngũ sắc nữa, mà nó chỉ là một ánh vàng rực hết thôi, nó không còn màu. Qua cái cảnh giới Như Lai nó hết màu rồi, nó chỉ là trong suốt thôi. Giống như kinh Bát Hoa, Phật phóng một luồng tịnh quang giữa chân mày bạch hào á, bạch hào phóng ra một luồng tịnh quang, tức là nó không còn màu sắc nữa. Ủa xem nghe nói là hào quang của Phật màu vàng. Màu vàng đó là còn vào cái hình tướng, còn hình tướng. Còn ai ở trong 32 tướng tốt 80 vị đẹp. Khi nào vào tới ngôi pháp thân rồi, kể cả 32 tướng tốt 80 đẹp cũng phải hủy bỏ, xả bỏ cái đó nữa mới vào tới pháp thân nổi. Pháp thân là nó liệt và âm thanh sắc tướng hết luôn, mới vào cảnh giới của Như Lai. Cảnh giới Như Lai cũng giống như cảnh giới ông Thượng Đế vậy đó. Ông âm thanh không sắc tướng. Mấy vị đó còn ông trời cũng còn cái tên nữa. Ông tên ông gọi là lão chân không. Cái tên ông á. Ông không có tên tuổi. Cứ tạm gọi ông là lão chân không thôi ông. Mà cái ông trời này đó là không phải ông trời trong mấy cái kinh đâu nha. Ông trời là không âm thanh không giác tướng, ông là ông Như Lai á, kêu ông Phật tổ cũng được. Vậy còn cái chỗ mà trường hợp nào thì kiến tánh thành Phật, trường hợp nào là kiến tánh khởi tu? Kiến tánh nó thì xưa ta lập ra ba cái vị lận à. Sơ quan, trùng quan mà hậu la quan, nó trải qua nhiều giai vậy đó. Là khởi tu là nó phải qua ba cái giai đoạn đó phải không, gọi là khởi tu. Còn có người đạt triệt ngộ rồi đâu, xuyên suốt qua ba cái luôn, không có qua từng cấp bậc 1, 2, 3. Một cái đạt cái giàu thấu qua Như Lai luôn. Theo như Vinh nghĩ, ví dụ như lỡ mà Việt Nam mình có vị tu chứng kiến tánh thành Phật thì vị đó có xuất hiện không, hay là không phải ẩn luôn? Kiến tánh thật là người mê, nó không có thành cái vị chứ, nó trở lại cái thiên chân Phật của mình thôi. Không chứng không đắc. Cái mình nói kiến tánh Phật là mấy người đó còn mê.
thấy cần Phật. Không thì mình quy ước là vậy đó mà. Nhưng mà một vị tu đến đó rồi thì vị đó có đi ra độ chúng không hay là ở ẩn? Muốn tự nhiên muốn ra không ẩn, ẩn mới làm gì làm, tự do tự tại. Đụng duyên gì đó nói pháp dạy người ta, không đụng duyên ở đâu cũng được. Không có ý niệm trong đầu là phải độ chúng sanh. Có người có ý niệm mà độ chúng sanh mới người mê. Chưa thành. Không, nói vậy lục tổ chỉ bán lục tổ không được. Lục tổ ra độ chúng sanh đó, huynh nói vậy sao được? Lục tổ có nơi nào lục tổ nói sắp độ chúng sanh đâu. Thì mình nói với lục tổ nào nói? Ngài xuất gia đó. Thì ngài cứ nếu mà ngài có nói ngài độ chúng sanh không, có kinh nào nói lục tổ độ chúng sanh đâu. Ra xuất gia là hoằng pháp vậy là độ chúng sanh đâu. Không phải. Không phải hả? Chứ sao mới phải? Người nào mà tuyên bố ta độ chúng sanh, ta đang giảng kinh giác pháp, thầy đang giảng kinh giác cho các con nghe, bao ông mề á, mấy ông mề. Không có kinh nào để giảng, kinh nào thiết hết. Tùy theo bệnh của chúng sanh mình gỡ chói cho người ta. Giống như lên pháp tòa, tự nhiên giảng thao thao thiệt có mề không à. Coi kinh này nói ra giảng thao thao thiệt giảng đã xuống. Đó là mấy người mê. Còn người ngộ là tánh, không có kinh pháp để giảng. Tùy theo tâm niệm ta hỏi đâu trả lời tới đó. Giống như ông thầy thuốc, bệnh ở đâu trị thuốc tới đó. Chứ không phải là ta có pháp để dạy. Như đây, không có một pháp nào để dạy chúng sanh hết. Nói ra dạy, giống như là nói 49 năm thuyết pháp ta không nói lời nào. Nếu Như Lai mà nó có nói pháp độ chúng sanh là Như Lai mê. Không phải Như Lai giả, không phải Như Lai thật. Như Lai thật là không có pháp để dạy chúng sanh. Vậy bây giờ có một cách ngắn gọn, huynh ngắn gọn thôi, huynh có thể là huynh tóm tắt lại cái ý nghĩa cũng như là cái nội dung, cái ý nghĩa của cái kinh Bát Nhã Tâm Kinh được không? Ngắn gọn. Bát Nhã Tâm Kinh là mình phá ngũ uẩn rồi. Người đó phá sạch ngũ uẩn. Khi phá sạch ngũ uẩn rồi, mình ngồi, mình nhìn vô kiến, mình ngồi thiền á, là cái hình trong cái kiến không có mình. Mới đầu nó sáng, cái hình mình trong kiến nó sáng gực kia, rồi nó tan mất hết luôn. Là mình thấy không có hình mình trong kiến nữa. Ngay lúc đó là mình đã phá ngũ uẩn. Mục đích của Phật thuyết Tâm Kinh Bát Nhã để làm gì? Mục đích đó là để dành cho người ta tu, bạn phá mọi sở chấp, mọi sở chứng, phá sạch hết luôn. Là không có vô minh mà không có hết vô minh, không có hà thọ tưởng sắc hành thức, không có đức vô thượng bồ đề chấn đắc cái gì hết, cuối cùng quy về vô sở đắc. Tại vì cái bản thể của mình nó đầy đủ hết công đức gì mà đầy đủ trong bản thể của mình sẵn hết rồi, tu tập để quy về. Còn người ta nói ta chứng ta đắc mấy gì đó chưa rốt ráo, gọi là trên đường quay về thôi. Giống như ở đây ví dụ như cùng tử trong kinh Pháp Hoa, cha giàu đô hộ không có thiếu gì, nhưng mà người cùng tử đó đang làm ăn xin, đi làm kiếm đồng người cắt. Khi người cha giàu muốn dẫn người con đó, người cha già nó phải cởi bộ đồ sang trọng ra, bận bộ đồ nghèo hèn xuống mới cùng làm với con, lân la gần nữa mới dạy nó, mới dắt nó từ từ. Thôi con làm ở đâu kiếm tiền xa về nhà ta làm, ta trả tiền công nhiều hơn. Mấy anh con nghe phái gì à. Từ từ dẫn dụ nó. Một ngày khi cha mà sắp sửa con nó thần thục rồi, cha mới triệu tập dòng họ nội ngoại lại, tuyên bố đây là con ta. Tài sản của ta tới là tài sản của con. Người con mới lúc đó mới mừng rỡ lên. Thì cũng dụ như tự tánh của mình. Mình đầy đủ hết mà mình đi lụm bật cắt bật lẻ không. Giống như cái gì đặc biệt năm ngũ thông lục thông. Khi trên đường đi về thì nó có đầy đủ đó rồi, nhưng mà mấy vị lụm cái đó lại cho là mình trứng mình đắc, không có gì tới bảo sở. Đi nữa đường đứt đường hết luôn. Khi mình đắc được ngủ thông lục thông mà đứt đường tu. Kinh Pháp Hoa Phật mới dạy thọ ký cho mấy vị La Hán. Công nhiều kiếp gì sao, cúng dường vô lượng vô số chư Phật trong mười phương. Lúc đó ông sẽ thành Phật tên gì, chứng thành vô thượng bồ đề. Đó là dạy cho những hàng đắc tâm minh lục thông à. Chứ còn hàng mà chưa chứng là nói cái đó là không hiểu nổi, mù hết luôn. Khi Phật nhập vô lượng ngữ xứ, thân tâm đều vắng lặng, tâm Phật thường vắng lặng, chưa từng có tán loạn. Tức là cảnh giới như khi tôi ngồi êm dày, tâm không một niệm, thân không động, tâm không một niệm, đó là cảnh giới vắng lặng. Nó không khởi gì, tức là không có tán loạn. Nó gọi là nhập chánh định. Mình có coi kinh rồi mình mới tu qua rồi mới hiểu được. Rồi người mời huynh nói về cái chỗ mà cốt tủy của kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm cốt tủy. Cốt tủy dạy mình đó, tâm đắc nhất là ở chỗ Quán Âm dạy nhị căn. Còn mấy kia người ta đọc không hiểu nổi đâu.
chỉ có duy nhất cái gỗ quán âm dạ dĩ căn đó là tu dễ nhất thôi, còn mấy kia người ta học tống hiểu nói. Còn niệm Phật viên thông viên thông viên thông thế là dĩ căn viên thông đó à. Tại vì dạy nó dạy niệm Phật viên thông tức là thu nhiếp với lục căn tịnh niệm tương tục, phải giải kinh phải câu đó không ừ. Thu nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục sẽ vào tam ma địa mà tới đó chưa xong phải nhập với người quán âm nữa mới ra ông A Di Đà. Hai ông nó nhập một rồi mới ra ông A Di Đà được. Ủa vậy là theo huynh á, cốt truyện của kinh Lăng Nghiêm là sẽ tác chứng tới nhập một với A Di Đà, mình với A Mò là một thôi. Chứng tới Phật quả luôn. Nói là cốt truyện của kinh Lăng Nghiêm là khai tuệ á. Khai tuệ là sao? Khai tuệ. Bây giờ người ta cứ coi hoài là nó lưu giữ vô đầu, nó thành một chi kiến. Mà mình coi qua để em nó đi rồi mình tu. Mình thực hành bắt đầu là bước vô, tại vì trong kinh Pháp Hoa Nghiêm á, lý là mình thông hết mọi cái lý giáo lý của Phật hết, bắt đầu mình buông hết, mình mới vô cái sự là mình thực hành ngày đêm. Mình chỉ lo một là mình chọn pháp môn nào, một là mình tu mật, hai là mình tu tịnh, hay tu thiền. Mình phải chọn cho mình một pháp để mình ẩn tu. Mình tu hết dành cái môn đó, ví dụ niệm Phật niệm tới thành nhất tâm tam muội là mình dành hết rồi. Lúc đó mình mới gia độ sanh được, mình giảng người ta mới nghe. Có nhiều những vị thầy dạy niệm Phật mà đối với mình nhất tâm niệm Phật mù chắc hết luôn, họ không biết đường giải. Tôi có niệm Phật, khi chuẩn bị nó niệm Phật thành khối thì nó ra được cái gì, nhưng mà người ta tu qua đã giải được hết tới thành khối, đạt tới gọi là tam muội, rồi tới nhất tâm nó có cái gì. Người tu tới gần hỏi tới đây thì ta trả lời, đặt tới đó là tới đó đâu biết trước luôn, tại tu qua rồi sẽ giải được hết mấy cái đó. Như hiện giờ có hai vị, mấy vị hồi xưa niệm Phật nghe cả trời niệm Phật, mấy vị đang đi vô ngủ ma hết trơn luôn, là giải là nghe trên không hả? Ừ, trên không là rền hết luôn giờ, nó là mấy người đang lạc như ngủ ma hết luôn, nó không phải là tự tánh của mình. Thì nghe thôi chứ mà đừng có dính lạc hết luôn, nó là lạc hết luôn, đang lạc như ngủ ma, tại vì mà họ không coi kinh. Rồi có vị lên tu tới đó rồi phỉ báng mấy vị thần thông của La Hán, nói là giống như mình tu cao hơn La Hán, thần thông của mình hơn La Hán. La Hán đã thoát luân hồi sinh tử, trong khi mình nó còn luân hồi. Em mời huynh uống nước. Này, huynh cứ hỏi. Cho em hỏi là bao nhiêu phút rồi? Thì mà có thể mình ngắt cái mình làm một cái đĩa khác nữa. Cũng được. Em tính hỏi huynh về cái chỗ đi vô công phu nè, bắt đầu vô công phu á. À, dạ.